Xin chào cả nhà nha. Đến đây kênh Hội Ngọ miền Tây Tây Quang nha. Hôm nay mình đi cắm thử 25 cây cao với dính không nghe cả nhà. Giờ thì cũng tối nghe cả nhà. Thì cũng ra tới ruộng cắm cũng được 2-3 cần gì. Bây giờ mình mời cả nhà đi theo mình cắm câu nghe cả nhà. Không biết mới chín hay không. Cắm thử hồi nước lên tới giờ cũng không có cắm câu nghe cả nhà. Hôm nay mình đi cắm thử dính không? Mình cắm câu thì mua dế nha cả nhà. Dế mang dế mèn mà câu cá nè. Cắm thử dính không cả nhà? Vì nghe mấy ông kia nói cắm cũng dính lắm nha cả nhà. Đây. Móc mồi cả nhà. Đây. Giờ trời cũng mưa cả nhà. Chớp quá trời chớp. Chuột nó ra đường này cắn cả nhà ơi. Thì nước nó ngập mẫu hết trơn rồi, không có đi đuổi chuột nữa cả nhà. Nước bữa nay ngập mẫu hết trơn cả nhà. Mình lựa mấy bụi có cỏ gì mình cắm nha. Cắm 25 cây câu để coi dính không nha cả nhà. Thì quay video hơi tối cả nhà cũng thông cảm giùm mình nha. Chết luôn rồi. Dế nè, chết luôn hay vậy, chết cắm chết, chưa, nó đào quá, nó, cái bộ chết, bây giờ thời gian cắm câu thì cũng lâu lắm rồi cả nhà, giờ mình chừng nào đi thăm rồi mình quay cho cả nhà xem tiếp nha. Qua wow. Cừng đầu tiên ta lộn cừng thứ ba nha cả nhà, một con im cả nhà. Nãy giờ cừng thứ ba nha cả nhà. Đây, đây cả nhà. Cắm ngoài dế nha cả nhà. Cắm lại cả nhà. Đây nãy mình cắm xong rồi, giờ mình đi lại mấy cần đầu mình gảo ngược lên nha. Đây mình cắm mồi dế á. Thì mình đi gảo lại. Đấy, họ mình thăm thêm cử nữa nha cả nhà. Giờ tới câu mình quay cho cả nhà xem nha. Đó cả nhà ơi. Đây cả nhà. Còn thứ hai chút nó tét mép luôn rồi. Chút nó tét mép rồi cả nhà. Vô. Hai chú. Cắm mồi dế mèn nha cả nhà, dế câu cá rô mình. Tại giờ kiếm dế nhủi khó quá cả nhà. Thì mình mua dế cậu mình cắm. Dế nhủi thì nhại hơn. Nhưng mà không có dế nhủi cả nhà. Hơi lắc thì cả nhà cũng thông cảm nha. Cần tiếp theo nha cả nhà.
này thấy một gu rồi cả nhà, còn mồi không, nó còn mồi nha, dòng sống là dòng anh chị này cả nhà, bây giờ mới có hai con cả nhà, mới gà làm im quá, nãy giờ chưa có con nào chứ, đấy được hai con nãy giờ. Trời ơi, bộ hồng nó bại vô cũng hồng nó nhọt nhọt với ho. Chuột nó chạy cái. Còn mồi không? Bây giờ được hai con, cũng hết cậu rồi cả nhà, còn bốn bốn con cần gì nó hết, kiếm thêm con nữa cũng được hết cả nhà. Đây có đỡ hơn không, táp văng cục mồi lên trên, văng lưỡi câu lên trên. Dính không có luôn. Cái câu mua chợ này về không sửa lại giả quá. Bây giờ là mình cuốn câu vô nha cả nhà, bởi vì mai mình còn coi mấy đứa nhỏ nữa rồi không có thời gian đi sáng cuốn sớm nha, giờ này mình cuốn luôn nha cả nhà, rồi sảy nha cả nhà, thế còn đây cả nhà. Ngày nãy cũng được một con, nãy gáo được hai con, nãy giờ cuốn được một con nữa mà quên, không có quay cho cả nhà xem được nha, thì này con thứ hai nha cả nhà, mình cuốn vô luôn, con thứ hai, nãy giờ cuốn là cần này cần thứ năm rồi cả nhà, nhà đi tiếp cả nhà. Thì cái này cắm 20 mét cơ mà. Ngày mai thì mình chắc có thể là mua thêm mớ nữa cắm nữa nha cả nhà. Chứ có 20 mét cần cắm công đi thăm quá. Trong đi thăm ngược đó cả nhà. Thì cũng hơi khó nha. Càng cầu giúp con cá đây cả nhà, chắc chê chê nha, chê đây hồi nữa sao đây. Lụm được cái chiến dịch này cả nhà. Chiến dịch nha. À, non cả nhà. Chiến dịch non cả nhà, nó đẻ. Còn nằm trong cái bầu luôn. Lụm luôn cả nhà. Dịch nó lên đây nằm nghỉ nè. Rồi đẻ.
dịch thịt đó. Cần này không dính cả nhà. Hết mồi. Không dính nữa cả nhà. Cái này chắc được nằm còn quá cả nhà. Bố mình cá lóc, em cá chê chưa gỡ nha. Thì gặp cá chê thì mình cũng ớn đó. Để cũng gọi hết đi, mình gỡ. Cá chê vàng nha cả nhà. Được em cá chê vàng. Nó hơi lắc thì cả nhà cũng thông cảm nhiều cho mình nha. Còn mấy cần nó hết rồi nha cả nhà. Cả nhà xem video mình có thích đó, cho mình một like, đăng ký, cái chia sẻ cả nhà. Cần này không dính luôn cả nhà, hay gục gục đọt không dính. Còn mồi thì mời mình cắm tiếp nha. Thì mua có 10.000 dế được bốn cá lóc một cái gì vàng thấy cũng dư vốn à. Bây giờ thăm luồng này mình từ bên kia thăm dài vô luồng ngược nữa cả nhà, nó hơi khó thăm rồi nghỉ hết mồi nữa, còn mồi thì còn mồi mà táp thì còn mồi mà thấy câu gục xuống thôi. Hè con lươn nó mới lương mới chuẩn bị nghỉ xuống ăn. Có mồi dế thì lương hết nghỉ nha cả nhà. Mồi trùng là lương nó nghỉ ngập tọt là lại nó dính cá không mà không nào không dính. Lương nghỉ nó ăn hết mồi. Chiều cắm khúc này ngon. Đang cừng. Đang cừng là ngon. Cắm cận lên thất bại hết mồi không một tờ là dường mình bơ thất bại hết mồi không. Giờ này cũng 9 giờ nha cả nhà, mình cuốn vô luôn. Thấy cửa nhịp này cả nhà. Xích lại không biết cái gì đây, như là hên đừng còn nữa cả nhà, mà không biết còn không mất tiêu ơi. Còn không ui cá lóc tửng cả nhà. Ừ, cũng đỡ cá này rồi vuột luôn mít mét bỏ thiệt tình vuột luôn cả nhà. Trời, cứ nó đớt được con đó. Xong còn cần một còn cần nữa cả nhà, cần cuối cùng rồi rồi mà nhìn thấy không ru à. Xong rồi thôi được con nè, nhịp lại dính cái mỏ dính cái mới mua thầy cái câu này mới sửa lại cả nhà, câu này mua của hổm tới giờ chưa cắm. Để này hứng này mình cắm luôn, chưa sửa rồi. 30 cân mà cái đứa nhỏ làm khoảng 25 cái mắt có 5 cân chưa cắm nè, lòi ra nó phá tới giữa nhà mình đây nha. Để kéo xuống vô đây cả nhà. Ô, chuột hết chạy. Đây, cái kết cuộc đây. Này cả nhà. Trong vỏ cả nhà không thấy à. Bốn em cá lóc. Vỏ này miệng nhỏ à cả nhà. Bốn em cá lóc nè. Còn em cá chê để gỡ ra cả nhà xem. Còn
chê mình cũng ớn. Gãy gì vậy? Này cả nhà. Ăn cái chè vàng. Ăn cái chè vàng. Bỏ vô luôn. Rồi. Hành quả mình là 4 cái lóc, 1 cái chè vàng. Như thế này. Mình cũng xin kết thúc video tại đây cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và một cái chia sẻ nha cả nhà. Rồi máy bay cả nhà.